bánh xe lăng lăng gió cuốn bụi đường đầu đầy vọng lại lời hoành yên non nước thanh bình vui bốn phương gió ngựa phi mau cảnh sắc ngoài thành băng lặng khói chiều lên xóm nhỏ qua trôi dòng nước cuốn xanh xanh đường quê cảnh đẹp buông tay khâu nhạc ngựa vang vang suốt quãng đường nắng xuống chiều lên hương bát ngát mây hồng e ấp bồng tà dương này Sa Na. Dạ. Từ bé Chi Lân ta chỉ sống trong cung cấm, nay ra đến ngoại thành ta mới được nhìn thấy cảnh huy hoàng của vũ trụ bao la. Thưa Thái tử, vương quốc của chúng ta cảnh đẹp chẳng thiếu gì, nhưng dâm xin Thái tử hãy cho chúng tôi quầy xe trở lại, kẻo đức vua trong đợi. Không dối gì, ta muốn được hưởng trọn vẹn một ngày ngoãn cảnh, kẻo ngày mai ngày mốt lại chịu bo mình trong một xoa thâm cung. Nhưng có điều làm cho ta lấy làm ân hận là trong nội thành thì nhẫn nhơ vàng lụa gâm nhung, còn ngoài lê thư vẫn lâm kẻ lầm than không khổ. Thôi người hãy rẽ sang cửa thành hướng bắc. Thưa dân. Khoan, dừng lại Sa Na. Dạ. Ta trông thấy dưới chân cầu còn một kẻ đang nằm trơ không cử động, xung quanh là ruồi nhăn, các bụi phủ mặt mày, co rút cả chân tay, toàn thân đà đối sắc. Ai vậy Sa Na? Dạ thưa Thái tử. Không, ngươi hãy dừng xe để ta đến xem qua. Cái là ai mà nằm bất động dưới chân cầu? Thưa Thái tử, đó là một xác chết. Chết à? Chết là sao? Người nói rõ ta nghe. Dạ, dạ chết là một người đã kiệt sức tàn hơi, không còn biết gì trên cõi thế gian. Đó rồi hình hài thể xác phải rã tan, thành mớ tro tàn chôn dưới lớp đất vàng. Như vậy còn ta, ta có chết hay chăng? Thưa, bất luận dương giả hay thư dân, người giàu kẻ nghèo, ai ai cũng phải chết. Ai ai cũng phải chết? Thế sao thiên hạ ai ai cũng tưởng mình sống mãi muôn đời trên vũ trụ, nên giành giật nhau, cấu xé lẫn nhau? Ai cũng muốn sang giàu, ai cũng ham quyền tước, nhưng dù cho có kho vàng núi bạc, số vô thường không dễ lấy tiền mua. Ai cũng phải chết đi, ai cũng về cát bụi. Vậy thì lóc cá quyền cao, gác tía lầu son ngọc ngà châu bao, đâu có nghĩa lý chi mà thiên hạ lại nở đàn tâm cấu xé tranh giành. Đoạt lợi tranh danh bán tước mua quyền, kẻ đất thế sống ngựa xe nhung lụa, kẻ vô phần chết không mảnh áo che thân. Người say sưa mỹ vị cao lương, kẻ nó giả bằng cốm thừa cá cằn,
một kiếp sống nhục nhằn cay đắng và một cái chết buồn như cảnh chờ buổi ban chiều. Thôi xa nặng, hãy hoài xe lại hoàn thành, ta không còn thiết việc vui chơi du ngoạn nữa. Xa nặng, hãy dừng xe lại, có một người áo vàng chân đất mang bình bát bên mình, diện mạo thật khác phàm, từ thuở bé ta chưa hề trông thấy. Dạ, mời người dừng chân cho tôi hỏi thăm chút việc. Ngài muốn hỏi điều chi? Dám hỏi ngài, ngài là ai đó vậy? Thưa, tôi là một nhà tu. Một nhà tu là nghĩa thế nào thưa ngài? Tu là sửa mình, tu là giải thoát, không ham quyền tước, không biết gian tham, không chồng vợ buộc ràng, không bạc tiền phiền phức, sống bằng đạo đức và nghĩ từ bi, diệt hết tham sân si, ưa công bình bác ái, chuộng điều hai lẽ phải, xa lục dục thất tình, xem tất cả chúng sinh như ruột rà máu thịt. Xin ngài nói tiếp. Tôi là nhà tu, tôi có được ba cái không: không quyền tước nên không sợ dèm pha ghen ghét, không vợ con nên không sợ mất vợ xa con, không của cải nên không sợ kẻ khác tranh giành chiếm đoạt. Mời ngài cứ nói. Tôi lại được ba cái có: có một vũ trụ bao la to rộng, không gò bó buộc ràng như kẻ sống trong các buổi phồn hoa, có một nhãn quan nhìn tất cả việc đời, không có gì quan trọng cũng như không có gì tồn tại, nhất là có một tâm hồn từ bi hỷ xả, lòng bao la thương tất cả chúng sinh, đó là tâm niệm kẻ tu hành. Xin chào người tôi lên đường khất thực. Khoan đã, mời nhà sư hãy dừng chân nán lại bên đường, cho tôi hỏi thăm một lời, là giàu sang như tôi đi tu có gì trở ngại? Bất luận hàng dương giả hay tư dân, đã hiểu chữ tu thì không còn khác biệt, giải thoát tâm hồn cõi dòng quán nghiệt, cứu khổ cho mình và cứu khổ chúng sinh. Biết tu ở đâu và ở đâu có Phật? Phật ở khắp mọi nơi, ở khắp cùng vạn vật. Hãy nghĩ đến điều hai lẽ phải, thì tức là có Phật ở trong tâm. Được nghe qua lời quý báu của người, tôi thấy nhẹ phần phiền não buồn lo. Giáo lý từ bi là liều thuốc nhiệm màu, niệm Phật hằng ngày là lòng hết ưu tư. Xin phép ngàn kẻ tu hành xin cáo biệt. Thái tử. Kìa công chúa, thái tử đang trầm ngắm gì thế? Thiếp thấy sau chuyến du ngoạn chàng trở nên buồn bã. Có phải hình ảnh ngoại thành khiến cho chàng thờ thẫn ưu tư? Công chúa ơi, ta cảm thấy đời con người thâm thoát quá mau, vì như thể bông câu ngoài cửa sổ. Công chúa hãy xem kìa, trăm hoa đua nở, ngàn tia muôn hồng, nhưng chỉ trải một đêm hay qua một trận gió giông, sẽ thành ra kiếp hương tàn phấn ra. Thiếp cũng vừa qua một giấc chiêm bao kỳ lạ, tỉnh giấc rồi mà lòng còn hồi hộp bâng khuâng. Công chúa hãy kể lại ta nghe. Thiếp thấy vợ chồng ta lạc lòng giữa trùng dương, chèo lái gãy còn cánh buồn thì tới ta. Tình giấc mơ thiếp lấy làm lo sợ, bởi biết đâu giấc chim bao khi cánh chạy bán giá là điểm phân ly vợ phải xa chồng. Lệ thấm đôi mi ràng ruộng xuống căng hồng, đến khi thấy thái tử ngồi một mình trong đêm vắng, mắt lặng nhìn từng cánh sao khuya,
lời của chàng vừa thốt ra sao đượm vẻ ai bi. Phải chăng đó là lời của kẻ chán đời yếm thế, hay là của sự trùng hợp với hình ảnh hải hùng kinh dị mà thiếp đã nằm mơ giữa nghi khách lùng thanh tàn. Giật chim bao của công chúa đang suy gầm, đời người đâu có khác chi là một con thuyền lạc hướng giữa phong ba. Nước mắt thế nhân là đại hải bao la, bôn ba cho lắm rồi cũng già cũng chết. Thiếp vẫn biết chim bao mộng mị sau lòng mình cứ thắt theo băng quăng. Trời đêm nay tâm tối không trăng, dài bông hoa rụng bên giường nữ quyên. Thiếp chỉ sợ cành đòi dâu biển, rồi vợ chồng ta sẽ chịu cánh chia. Công chúa ơi, hoa nở rồi tàn trăng tròn lái phiết, ai tránh khỏi đều tự biệt sinh ly. Chàng ơi, ân nghĩa mặn nồng, thiếp muốn vợ chồng mãi mãi được gần nhau. Nếu muốn mà được thì đời đâu có gọi là bể khổ, nếu hiệp không tan thì trần gian đã là nước nhược non bồng. Thôi công chúa hãy vào nghỉ ở tư phòng, để ta rảnh trí hầu nghiền ngẫm nhân tình thế sự. Sa nè, kìa thái tử, ngài định đi đâu giữa đêm khuya tăm tối? Đừng hỏi, vào chuồng ngựa dẫn con kiền trắc ra đây cho ta. Trời, ngài định đi tu thật sao? Lòng ta đã quyết, không gì có thể thay đổi chuyện lai. Vậy đêm nay ta nhờ cậy nơi ngươi, hãy đưa ta ra đến một quan sơn vắng vẻ. Một quan sơn vắng vẻ? Ở nơi đó đâu có cung các cao sang mỹ lệ, đâu có sơn hào hải vị xa hoa, đâu có tỳ nữ cung nga, đâu có bạc già gấm lụa. Phải đền đài cung điện mà sầu muộn tiêu hao thân thể, đâu có bằng núi biết non xanh mà rảnh trí nhẹ lòng. Còn hãy vị sơn hào, một bữa ăn mà kẻ khóc người than, sao bằng miên đạm bạc cũng qua ngày hai buổi. Còn tỳ nữ cung nga, bạc vàng đâm lụa, mãn kiếp rồi ai có được đem theo. Sang vừa mở mắt ra, phút chốc đã xế chiều, tôi chưa ngon giấc trời đã rừng sang. Nghĩa tình ân oán, dinh nhục buồn thương, ôi giành giật từng miếng cơm, tranh nhau từng tấc đất. Quên rằng ai cũng phải già phải chết, ai có rồi cũng thành không. Hôm nay là của mình, ngày mai đã qua tay chủ khác. Tại sao người ta cứ mãi đày đọa tâm tư thể xác mà không nhận đâu là nơi cực lạc vô. Chọn một con đường xa vòng lời danh, bởi có cũng như không, sao lại nhọc lòng mà đua tranh. Nhưng ngày ra đi bỏ lại một thâm tình, tình cha con và tình nghĩa vợ chồng. Sau khi xa cách muôn trùng, còn có sự buồn nào hơn? Nhưng thử hỏi đến một ngày nào mà ta nhắm mắt lìa trần, thì tình phụ tử vợ chồng có giữ ta được cùng chăng? Miên
lợi danh với thế thằng Tứ Phật đã muôn đời trói buộc kiếp nhân sinh. Chỉ có đường tu là lối thoát nhiễm màu, chớ đời có nghĩa lý gì đâu. Thôi, y của ta đã quyết, ngươi chớ cản ngăn. Ngựa đã thăng yên cương, ta đi gấp lúc trời còn tăm tối. Kìa, rừng xanh trước mặt, chúng ta đã lìa hoàng cung hơn trăm dặm đường dài. Sa nặc, đã đến lúc ngươi hay hoài ngựa trở về thành nội. Thưa thái tử, ngài đã liệt bỏ lầu son gác tía, bỏ cung vàng điện ngọc, bỏ vợ đẹp con khôn, rồi đến nơi rừng sâu núi thẳm chập trùng, ai hầu hạ bên ngài sớm tối. Thôi, nhà ngươi đừng bẩn biểu, hãy trở về báo lại với phụ vương ta. Hãy khoan, chờ ta giây lát. Thái tử, thái tử, trời, ngài đã cắt tóc của ngài rồi. Phải, ngươi hãy mang mớ tóc này về trao lại cho phụ vương ta và nói rằng sĩ đạt ta đã cắt mây tóc xanh, là cắt đứt những nghiệp quang để đánh giả tu hành. Dù hay giác thiền nhai, ta vẫn kiên tâm đi tìm giáo lý. Vậy ngươi hãy về đi, đừng nhọc lòng bận biểu. Ta ở lại một mình để tìm đường giải thoát nhân sinh. Thưa thái tử, từ đây đôi ngã quán sang cách trở, kẻ ở người về bao nỗi đớn đau. Kìa con tung mã nó đang cúi đầu, chưa giông rủi gió cầu, như biết đớn đau và âu sầu lưu luyến một người thân. Này tuân ma ơi, hãy mau mau phản hồi thành nội. Ta ở lại lâm tuyền lo nghiền ngầm đạo lý cao siêu, trên cõi thế gian có hiệp rồi ắt có ly tan. Ta ra đi đây là mong thực hành ý nguyện, vượt biển trầm luân để đến nơi an lạc tâm hồn. Kìa dần dương đà tỏa bóng, Sa nặc ma về trình tâu với phụ vương. Xin giả biệt đông cung, tớ trở về thành Ca Tỳ La về, cầu nguyện đất trời xin hộ trì cho sĩ đạt ta. Tên hầu cẩn đã trở lại hoàng cung, ta có thể một mình ráo bước thông dong, tìm cảnh văn tham thiền nhập định. Nhưng đi tu là phải trút bỏ lũa là nhung gấm, thế mà ta vẫn đang bận biểu nơi mình y phục của một vị thái tử đông cung. Ô kìa, may quá, có một bóng người đang từ phía rừng sâu đi đến. Chào ngài, ngài là ai mà thớ thẫn một mình nơi núi rừng quánh quẻ? Hai người là khách nhàn du lạc bước giữa sơn lâm? Không, tôi là một kẻ đang đi tìm một chân lý quyên thâm để xoa dịu nỗi khổ đau của nhân loại. Còn người, chắc người cũng là một tăng sĩ đang trên đường khất thực. Thưa không, tôi chỉ là một thợ săn. Ủa, lạ chưa, một người chuyên nghề săn bắn sao lại mặc áo nhà tu? Nhờ vậy mà lũ thú rừng mới lầm tưởng tôi là kẻ hiền từ, chúng không sợ nên đến gần nạp mạng.
Này, nghe tôi nói, không nên mượn màu áo của người tu niệm mà gạt gẫm lũ thu rừng. Người mặc áo nhà tu là phải có giá từ tâm, chứ đâu còn tánh tham lam hiếu sắc. Những cầm thú là loài giả dốt, giả lại trời sanh ra vật để dưỡng nhân mà ngài. Như thế thì con trùng như mũi mòng tây tượng sài lan, chúng cũng có thể nói trời sanh ra nhân để dưỡng vật sao? Chẳng qua là khôn sống bóng chết, còn mạnh được yếu à thua là luật định xưa nay. Tôi muốn nhân đây được đề nghị với người là chiếc áo đó xin hãy nhường cho tôi, chẳng biết được hay chăng. Nhờ chiếc áo này gạt thu rừng mới được để nuôi sống gia đình. Tôi đã nghĩ đến nên mới tỏ bài với người sao, người chẳng thiệt thòi đâu. Nếu người thuận ưng lời tôi đề nghị thì chiếc áo của tôi mời ngài cứ cầm mà đi, còn áo của ngài xin hãy đổi cho tôi. Qua hôm nay tôi gặp dịp, mài áo của ngài thiệt đẹp, tôi bằng lòng ưng thuận. Đây chiếc áo nhà tôi vậy, mời ngài cứ nhận, kẻ này xin đa tạ. Xin kính chào thái tử. Ngỡ là người săn bắn, nào hãy linh thần tặng áo cho ta. Vậy là sau khi thi pháp xong lại có áo cà sa, ta hãy cất bước lên đường tầm đáo. Kính lãi ngài. Ai đó? Lãi ngài, tôi là một kẻ chăn cừu. Một người chăn cừu? Người đến đây có việc gì? Thưa ngài, nhân trong thấy ngài mãi say mê trong việc tham thiền nhập định, mà quên cả việc mang bình bát đi khất thực. Đêm quên ngủ, ngài quên ăn, thân hình ngài một tiều tủy bởi nắng cháy mưa tuôn. Sức khỏe của ngài một hao gầy suy yếu. Ta cảm thấy tư chi rã rời mỏi mệt, có lẽ ta mê man đã 3-4 hôm rồi. Vâng, đã mấy lần tôi định đến gọi ngài, nhưng nghĩ thân phận nên ngại ngần không dám. Sao vậy? Tại vì tôi là một kẻ nô lệ, tôi đòi hèn hạ, sợ đến gần sẽ làm mất đi sự tinh anh cao khiết của ngài. Không, người không nên nói thế. Con người sanh ra trên cõi thế vàng, không có ai hèn ai sang. Chỉ có tình thương mới xóa mờ nghiệt quang. Mỗi người đã mang một dòng máu đỏ thì ai cũng có quyền sống như nhau, không có kẻ thấp người cao. Nhân quả đời sau ai cũng phải trả cho đúng nghiệp, vậy thì còn câu nệ giai cấp mà chi. Rốt cuộc ai ai cũng trở về cát bụi, tại sao không dùng tình thương đối xử cho đạo từ bi được rải khắp muôn loài? Hân hạnh được nghe lời dạy của ngài, một giáo lý tuyệt vời mà tâm hồn như được thánh thơi. Đây để tỏ và biết ơn một bậc tu hành bằng một tấm lòng thành, xin hiến dâng ngài một bát sữa tinh anh. Thưa, có một việc xin nhờ ngài chỉ giáo. Người cứ nói. Tại sao người tu hành lại phải trường trai giới sát, không sát sanh, không dùng cá thịt như người đời? Theo tôi nghĩ, tu thì cứ lo tu, còn ăn uống sao không giống như mọi người thiên hạ? Con ca thấy câu còn hoảng sợ, con chim thấy cung còn vỗ cánh bay cao. Điệu thu cũng biết tham sống sợ chết, sao ta lại đành lòng giết chúng mà ăn? Ngựa trâu nó còn biết chảy nước mắt ròng ròng khi sắp bị đập đầu cắt cổ. Ban đầu thì người giết loài cầm thú, về sau người mới giết người.
bởi quen mùi mau tanh hôi nên thành ra hiu sắc. Bởi vậy ta ước mong sao mọi người trên thế gian hãy xót thương tất cả muôn loài, trời xanh chung có trì có giác, ta đừng làm chúng nó khổ đau, đó là lẽ đạo từ bi. Lời ngọc vàng của ngài mới ban ra, con như người mới tình cơn mê, hồn lần lần trước ánh sáng diệu huyền, mà từ nhiều năm qua chìm đắm giữa mê tân. Này A Nan, không còn bao lâu nữa ta sẽ rời các ngươi mà đi rồi. Các ngươi có điều gì thắc mắc trong việc học tu, cứ tuần tự đến hỏi, ta sẽ giảng giải tận tường trước khi ta trở về cát bụi. Thưa Thầy Tôn, ngài thường dạy rằng ai đã giác ngộ thì không thể mất được. Tại sao ngài là một bậc toàn trí toàn năng lại cũng phải chịu cái luật tầm thường như thế? A Nan, trên cõi thế gian này hễ có hiệp thì có tan, có sanh thì có diệt. Thân này chỉ là giả hiệp thì tất nhiên nó cũng phải chịu chung định luật là hủy hoại rã tan. Nhưng A Nan, đâu có ai thấy một lượng sông tan mà bảo rằng không có nước nữa. Lại Thế Tôn, con hiểu lời vàng ngọc của ngài là cái giả có thể mất đi, còn phần anh linh vẫn còn mãi mãi. Cũng như đạo từ bi sẽ là ngọn lửa thiêng muôn đời bất diệt, dù trải bao thế hệ thăng trầm. Xoay sang nẻo u minh cho muôn vàng tâm hồn, người không đạo như kẻ đi trong đêm tối, lặng hụp đắm chìm trong khổ hải mê tăng. Thuyền ra khơi cần phải có kim chỉ nam, thì người sống trên vũ trụ phải hành đạo để khỏi xa vào gian tội, cho tâm linh thoát khỏi vòng u tối, hầu sống trong cõi cực lạc an nhàn. A Nan, ngươi rất xứng đáng là môn đệ của ta, hãy gắng tu hành sao sẽ thành chánh quả. Lại Thế Tôn, con rất ân hận không được tiếp tục hầu hạ bên đấng đại từ phụ để được nghe những lời vàng ngọc của ngài. Sao ngài không nán lại lâu hơn nữa để phổ qua cho bốn phương đệ tử? A Nan, nếu để cho đàn chim nhỏ cứ mãi mồm mồi của mẹ thì biết bao giờ chúng nó mới biết bay. Đây chính là lúc họ phải rời ta như đứa trẻ tập đi, đã đến lúc phải rời xa tay mẹ, chấp nhận hy sinh và tập tành gian khổ để sao cho xứng đáng một con người. Một con người có giác có tri, lấy lẽ đạo từ bi làm khuôn vàng thước ngọc, thương thơm lốp lốp bay về dưới cội bồ đề sáng rực kỳ ánh hào quang. Ngài gọi bá phụ tôi. Ô kìa,
Tiểu thơ. Tiểu thơ, còn tiểu thơ gì nữa. Sau khi gã lợi đồ bị tịch biên gia sản thì nàng đã quăng thân vào chốn lầu xanh rồi. Bây giờ qua đã tan nhụy ra rửa, còn lê tấm thân dơ bẩn đến cửa từ bi để làm gì? Tiểu thơ đến đây có việc gì? Cô đừng gọi tôi là tiểu thơ nữa. Tôi đến đây trước là báo cho cô một tin mừng. Sao tôi định vào chùa để... Kìa, sao ngôi chùa đã bị ai phá hủy hết rồi? Ta! Sao ngài lại phá đi? Để cho nàng hết nơi nương tựa. Lúc xuân sắc đương thời thì rút tỉa cuộc đời. Khi phấn son tàn, ta lại muốn mượn cái trò sám hối để chăm múc của ba tánh bốn phương. Nếu thực lòng nàng muốn sám hối thì tại sao lại không đi cuốc đất trồng khoai? Có ai cần kẻ gõ mõ giọng chuông đi lãnh lương nhà Phật bao giờ? Cảm ơn ngài dạy dỗ. Sẵn đây thì tôi cũng báo cho ngài được biết một tin vui. Không mấy chốc nữa đây thì ngài cũng không nơi dung mình, vì chàng thư sinh Kim Ngọc đã đổ dân gió tràn. Trên đường bay tổ vinh quy, cờ xí tung bay mát trời. Tiểu thơ đã thấy rõ ràng, hay là trong lòng người khác? Chứ có lẽ nào vàng vinh quy bay tổ quan trạng đã về đây với muôn ngàn binh sĩ? Vì hạnh phúc của lương dân mà người quyết xả thân. Ai châu con, ta nghe đồn Lâm huynh đã cởi hạ quy tiên, còn chồng của con đâu mà thân con lại ra nông nổi như thế này? Thưa ba phụ, chồng con đã mất, gia sản của cha chồng con không còn nữa. Sau đó con lìa bỏ quê hương, dấn thân vào nơi kinh thành gió bụi. Hiện nay đời con như cánh bèo trôi trong nước lũ, thì con biết tìm đâu ấm nồng ngọn lửa mà sống lại phút đoàn viên dưới mái gia đình. Tàn sách vì tự thấy mình làm như bận thân danh. Chính con đã quỷ hoại đời con trong vũng lầy ô trọc, chỉ có mấy năm mà bụi trần làm phai sắc hồng nhan. Mái tóc quyền chi cao găm đã phai màu, đài khát son phân truy quang đã làm nhạt tóc xanh. Tiểu thơ đừng buồn nữa, đây chỉ là số phận mà thôi. Vô Hà, cô có quán ghét tôi không? Tiểu thơ ơi, chuyện ngày xưa đã trôi theo dòng nước. Xin tiểu thơ cho biết em cài lên mái tóc chiếc trăm thề, để cô nhớ thời xuân xanh đừng khóc kiếp đo đài. Nếu cô muốn về quê tìm lại mái nhà xưa cũ thì em sẽ tìm phương giúp đỡ cho cô.
Còn nếu cô muốn tìm lang quên trong cửa từ bi thì cô cứ ở lại đây trong đời thanh đàm, dùng câu kinh tiếng kệ và giọt nước cành dương hàng gắn vết thương lòng. Thân xác vỏ vàng như phù dung trong sương gió, mái tóc rối tung vì son phấn sầu thân. Khi lượt ngủ đã cài lên mái tóc, tóc thề vẫn thơm ngát hương thề. Nước cành dương rửa màu son phấn, cô vẫn là người trong gấm the. Vô Hà ơi, cảm ơn cô đã xót thương cho một kiếp quá tàn xưa. Đừng bận lòng cho một kẻ sắp đi xa. Hà ơi, cô gái ban phân buông hương không thể đem phân hương của cuộc đời xa mà về đây làm mờ ảnh sao khuya và ố quen giường hành. Hãy để cho tôi tự tìm đường dài qua, đem xác thân cát bụi trả cho bụi đời. Hãy giữ ánh sao khuya cho người đi đêm tìm hương, hãy giữ màu hoa hạnh trăng sắc tinh anh. Chứ tôi ở đây hồi tánh đời kỹ nữ, sẽ làm quyên mở giường thanh với sao khuya. Ai Châu, quân sĩ của triều đình đâu không thấy? Nàng bày trò dọa dẫm để cho ta bài binh bố trận à? Nghe đây, nghe đây! Hỏi phòng lâu là tiêu quá lòng, đại quân kim quyền sai bóng bề dây chặt, nữ viết xét mình, hãy cải tà quy chân. Bọn ta cô thế, phải sống trong cái chết. Lâu La, hãy cất dây chuông, lật ngựa đại hồng chung để cho ta làm chảo đựng, bắt lão già bỏ vào chảo. Nếu Kim Ngọc tấn công thì ta sẽ luộc da của hắn. Lâu La, hãy nổi lửa lên, nổi lửa lên. Hoàng Giang Hải đại vương, ngài là vốn có cựu nguyên soái, cũng biết binh thơ chiến pháp, biết cách đối nhân xử thế, thì lẽ đâu ngài nghe lời xúi dục mà nỡ giết hoang bao kẻ ngoan hiền. Du Hà là cô của Thạch Danh Sư, từng cứu người đau khổ vì kế độc mưa sâu. Danh sư mang tiếng quan là người đầu độc, bởi cây thói lăng loạn ác phụ hại kẻ hiền lương. Ta cũng là con nhà danh gia, vì thói đời đành ban phân lời phân dạy của Lâm Ái Châu khiến cho lòng ta xúc động. Trời ơi, suy cho cạn nghĩ cho cùng cũng chính tại con ác phụ Liễu Nương. Dòng dây đang siết chặt ở cùng sơn lịch tạc, ao sẽ chấp quy hàng, đừng gây tên mau đổ giữa chùa quan. À, ta không đốt xác lão già tri phủ, thế mà con của lão muốn dồn ta vào thế bí à? Lâu La, hãy trói hai người này vào cổ chùa, mau bài bố trận đồ nghênh chiến. Này Tiêu Hoa Long,
Tại mắt quân tiền sát thám thính của ta đã cho ta biết, nghĩa cử của người vừa ứng xử với cha ta không phải là nghĩa cử của phường đạo tặc. Lời của Ái Châu đã mở mắt nhà ngươi. Đốc binh, hãy mở vòng dây lùi binh nửa dặm. À, kế nghi binh à. Lời của nguyên soái không phải là nước sao đầu dịch. Đại vương nên lắng nghe và suy nghĩ kỹ. Bọn thắng thế ỷ mạnh toan đưa ta vào cạm bẫy. Phải chăng đây là kế của Hồ Tôn Hiến dụ hàng từ hải đi chăng? Nếu không tin, tôi sẽ tự trói mình đứng trên chỗ cao nhất để làm bia. Đại vương cứ giết tôi trước, hoặc núp sau thân tôi sẽ tìm điểm tựa. Nàng khinh ta là kẻ hèn nhất à? Hỡi tướng sĩ! Xếp lại gươm đao, quay lưng vào chùa. À, thế này là thế nào? Kim Nguyên soái là đại quân tử mà. Này công tử Tiêu Hoa Long, giọt máu của Tiêu Hồng cựu nguyên soái, người ghi ngờ lời chân thật như gươm đao, ta sẽ vào diện kiến với tay không. Lời quân tử làm cho ta ngượng ngập. Truyền lỗ lá mở trói với tinh thần thượng võ để ta mở cuộc giao hòa. Nếu thật giao hòa thì người mở trói không phải lâu la, mà phải là người ra lệnh trói. Theo lời của nguyên soái. Không, ta không hề xưng nguyên soái. Xin kính chào Tiêu công tử. Lời nói khiêm nhường kia làm cho Tiêu Hoa Long này tự hôi. Vậy tôi xin mở trói và tạ tội với thạch ân sư cùng với bao người. Hãy tha tội cho Tiêu Hoa Long này vì một khúc si cùng. Ôi còn đâu cửa từ bi, nơi tôi quyết ra đi tìm một cõi xa xăm, mong sám hối tội tình tội phá chùa và giết sư. Hành trang của tôi giờ đây chỉ còn có cánh tay Phật gái này, như tay của mẹ hiền an ủi vuốt đầu con thơ. Tôi không muốn được thượng ban do tay kẻ đã giết hại cha mẹ mình, cắt đứt bao mối thâm tình, biến tôi thành một cường sơn. Tiêu Hoa Long, ta lấy chữ nhân nghĩa và chữ tình từ buổi phát loạn ta thừa biết người là con nhà có thừa khi tiết, nên không có chuyện cực hình. Đất nước này còn nghiêng ngửa điều linh vì nắm vuốt bọn xấu dân một nước tham tàn. Trên đời này vẫn còn hai kẻ cướp. Cướp dân là kẻ cướp ngày, cướp đêm là tôi. Một nước sâu dân là kẻ cướp ngày. Tôi dũng tin vì muốn diệt bọn tham quan. Tiêu Hoa Long đã thành kẻ cướp thật sự, làm sao diệt kết sâu dân một nước bây giờ. Khi nền quốc chính chưa thay đổi hoàn toàn, gặp đại nhân tôi phải đành chịu ngừng tay, và chỉ xin một cánh tay Phật gái. Rồi cùng ta trở lại triều đình, dù không bạc vàng châu bao thưởng bàn, ta sẽ chọn cho người Việt công thích lính binh hùng. Là kẻ anh hùng thì đã biết mình lầm lạc, hãy tìm đường tự cứu chữa cho mình. Tôi sẽ đi sâu khắp nẻo đời để sám hối với cánh tay mẹ hiền đức Phật từ bi.
xin đá tả lời khuyên của Nguyên Soái, nhưng tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, tôi xin bái biệt tất cả. Cho phép em kéo cửa ra. Không, ta không muốn nhìn trời, ta không muốn. Có chúa công và hoàng hậu ngự viếng. Tiểu thơ, tiểu thơ, tiểu thơ cho phép em mở cửa ra chứ, đóng cửa thì đứt đầu à. Chúa công và hoàng hậu vạn tuế. Con đánh đàn đó à? Tâu dân. Âm nhạc cũng giúp cho người ta quên nỗi phiền muộn được lắm. Vết thương của con đã lành hẳn chưa? Thưa chúa công, đây. Đó, hậu thấy không, mặc qua da phấn như vậy mà nó hủy hoại nhan sắc của người ta như vậy cũng tại hậu một phần. Đàn bà nào cũng thương con một cách mù quáng. Lệnh nào của chúa công ban ra, thần thiếp có dám nghịch ý đâu. Phải chi xưa kia hậu sanh cho ta thêm một gái nữa thì thật là hay, thật dễ xử vô cùng, có đâu ta phải khổ đi nhọc lòng. Sanh gái hay trai là do nơi số mạng, thần thiếp cũng muốn làm vừa ý chúa công, nhưng nghĩ cho cùng hiện giờ cũng là toàn ghen, ta chọn dâu rồi thì coi nó như con ruột. Nếu là con ruột thì ai nói làm gì, Ngũ Châu nó là tên khốn nạn, sẽ bị xóa tên trong hoàng tộc. Hiện nay con nó đã vui cùng tiếng mõ hồi chung, sao chúa công vẫn chưa được hài lòng, trong khi thiếp đã dằn được nỗi nhớ nhung. Đến chết ta cũng chẳng hài lòng, từng tuổi này mà phải khổ vì con. Ngày xưa cha con bé này đã đông sông tây đục, vợ chồng ta mới có cái cơ nghiệp hôm nay. Bây giờ người đã cởi hạc quy tiên, ta những mong làm cho nó hạnh phúc, để dưới suối vàng bạn cũ được hạ lòng. Nhưng không ngờ thằng Ngũ Châu quá tệ, một đứa con hư, một tên phản thần, một người tình cố chấp. Sau 3 năm học đạo, con mong rằng thế tử sẽ hiểu biết cho con. Chắc vết thẹo này làm cho con nhớ Ngũ Châu lắm, và nhớ cả người tự tay gây ra nó. Con nghĩ sao về thượng tướng Nguyên Bá? Vết thẹo này đã giết một người, và cũng chính vết thẹo này đã làm sống lại một người trong lòng con. Chúa công không tin lòng con. Ta không tin con thì tin ai? Nhưng sông núi còn đổi dời thì lòng người trách sao không biến chuyện. Lòng giả nào mà chúa công nói đùa? Đùa. Hậu nên nhớ, từ câu này về sau, mỗi lời ta nói ra là sự thật, là dính líu tới vận mạng của một số người. Thủy Cúc, giả tỷ như thế tử Ngũ Châu đã ra người thiên cổ, thì cuộc đời con rất khổ. Khổ gì bằng cái khổ mất người yêu, mà âm dương đã vĩnh viễn chia lìa. Con hãy coi như đã mất Ngũ Châu, cuộc đời có thay đổi gì đâu. Hễ có sanh tức
là có việc có trùng phùng thì sẽ có chia ly. Con xét mình không có tội gì, hoặc là không xứng đáng với hoàng gia, thì dẫu cho buồn khổ công cùng, con bằng lòng xa lánh đây kinh. Không, chỉ có Ngũ Châu mới không xứng đáng với con. Nó đã chết rồi. Chúa Công, ta không biết nói đùa. Ta đã hạ lệnh cho Đông Sơn Thiền Sư cắt thủ cấp nó. Nay đã đúng kỳ hẹn 3 ngày. Nếu không đến tức là có âm mưu gây loạn. Tâu Chúa Công, có Hòa Thượng Đông Sơn xin ý kiến. Bảo ta gọi tới đây. Hắn đã y lệnh. À, ít ra đó cũng là tinh thần hiệp sĩ. Nếu quả thật Ngũ Châu đã chết, thì Chúa Công ra lệnh giết thiếp còn hơn. Chúa Công và Hoàng Hậu Vạn Tuế, những người này họ đang cho là ta nói đùa đây. Khanh hãy cho ta biết Ngũ Châu đâu rồi, sống hay chết. Tâu Chúa Công, tạ ơn Chúa Công đã tha cho kẻ phản thần già nua này. Hạ thần không dám trai lĩnh lần thứ hai, nên đã cắt thủ cấp Ngũ Châu, đem về trình lại Chúa Công, thì hãy trình thủ cấp ra cho mọi người được xem qua, để họ biết lệnh của ta không phải cất đùa. Đi suốt 3 ngày đường, hạ thần phải đóng thùng cho khỏi có mùi hôi. Nếu trình cho Chúa Công thật là bất tiện, vậy xin người cho ta là phường ngu dại, muôn bài trò gạt gẫm nữa hay chăng? Thủ cấp có hay không, hãy đem vào đây ngay. Tâu nhanh lên. Con của Hậu chứ không phải con của ta. Hậu là người, còn ta là cầm thua. Chúa Công không phải là cây là đá, sao lại hạ lệnh giết con cho mình tuyệt tử, cho hiếu quạnh cung son, cho lạnh lẽo ngay rằng. Cho trái tim cô yếu không còn chút khi mơ, từ nay mỗi sáng không có tiếng Ngũ Châu dân ngang phủ vương cùng mẫu hầu, đêm về không còn ai để bàn luận chuyện nước nôn. Nhưng thà không coi chớ có mà làm chi, cây thư bất hiếu nhi nó sẽ làm điên đảo núi sông này. Đông Sơn Hiền Khanh, ta đã làm cho cửa thiền nhuộm máu, ta đã đắc tội với Phật, ta buộc Khanh chặt thủ cấp của Ngũ Châu, ta có lỗi với Khanh. Chúa Công quỷ bỏ công mang nặng đẻ đau của một người mẹ, Chúa Công đã chia cắt mối tình đầm thắm của bọn đầu xâm. Rồi từ nay giữa hoàng cung bao la quạnh quẻ, nỗi khổ đau kia sẽ dài dò Chúa Công và
Ngũ Châu con ơi, con chết đi sẽ để khổ để đau cho mấy người còn sống. Những tên nghịch tử phản thần, nếu ta thương mi thì sau này trăm họ sẽ lầm than. Con nó đã chết rồi, Chúa Công còn giận nữa làm gì? Hãy để tiếp lo cho con mồ yên mà đẹp. Thì vậy, hãy đem quan thủ cấp này xuống sông. Chúa Công, dìu hoàng hậu về cung. Thiền sư dường như khanh xúc động, dẫu biết đời là biển dâu mắt còn vốn sự thường, nhưng thà là đừng có nó 18 năm nay. Thiền sư ơi, ngài hãy cho phép tôi khóc trước mặt ngài. Tôi khóc vì tôi không bằng loài dưỡng sông trên rừng, tay ẩm con trên cành, tay vuốt chòm lông tơ. Chẳng may dưỡng mẹ bị tên, còn biết khóc với con, ráng cho con bu thật nhiều rồi mới chịu buông tay. Vì chăm dắt muôn dân, Chúa Công bị bổn phận buộc ràng, sống trong thước ngọc khuôn vàng, nên chẳng còn sinh tu tự do. Ôi ngai vàng và điện ngọc, ta oan hận nó đã nhiều, khanh hãy liệu cách nào ta từ bỏ nó được chăng? Đông Sơn Thiền Sư, ta muốn thi pháp quy y. Hạ thần không dám phản đối, nhưng lấy ai là người đủ tài đức để chăn dân trị nước? Thằng Lâm Vũ con của khanh, nó hiện ở đâu? Dạ chắc ở dưới sông. Ta muốn truyền ngôi cho nó ngày mai này. Tâu thần Lâm Vũ con của hạ thần. Khanh đừng để ta thất vọng. Dạ tâu bệ hạ, hoàng thái hậu bảo tôi trao bệ hạ một bức tâm thơ. Mẫu hoàng giảng giảng tới. Kìa, tại sao trong thơ mẹ ta bảo ta đừng tính em ta? Và quay chừng lưỡng sông Thu Ba sẽ nhẫn chìm nghiệp đế. Và bảo ta phải nghe lời Quốc Hương. Quốc Hương, nàng có biết tại sao vậy không? Dạ không biết. Ô kìa, một luồng gió lạnh, áo của nàng mặc qua thô sơ, nàng có thấy lạnh không Quốc Hương? Tâu bệ hạ, lạnh ở đây là lạnh của riêng tôi, không bằng lạnh của muôn người đang thiếu áo. Quốc Hương ơi, họ thiếu áo cũng như nàng đang thiếu áo. Kìa, bệ hạ mới nói gì? Ta nói rằng có một hạt sương rơi trên kênh buông bay trong chiều nắng hà. Ta nói rằng cánh bướm hồng bỡ ngỡ, lòng khát khao đã chôn nở mộng ân tình. Nàng là ngọn hoa đăng hiện hiện giữa đêm trường, nàng là giọt nước rơi trên vùng đất cháy, là mùi thơm bay đến cõi quang du. Nàng là án mây tu diệu mềm trong tà áo lụa vắng mộng, lành cho ấm áp tình trăng. Qua những khi gió lạnh hắt hiu thổi về trong đêm vắng. Bệ hạ muốn giải thích điều chi?
quốc hương ơi, rằng một ông vua ngự giữa vàng son gấm lụa, có hoa đăng và bát ngát hương trầm. Vậy mà lòng vua vẫn trong trại lạnh lùng. Quốc hương ơi, hôm nay ta muốn nói với nàng rằng ta đã bắt đầu yêu, yêu tha thiết một cành thiên hương diễm lệ đang ẩn mình trong lớp áo thô sơ. Ôi ta cầm lấy tay nàng như ta viết được giảng dần thơ. Bệ hạ, ta yêu nàng và sẽ truyền lệnh mở đại lễ tân hôn để đưa nàng lên ngôi hoàng hậu. Thế là cảnh đôi đẹp trong lê dân đã hết, và mùa đông cũng tan mất giữa lòng ta. Bệ hạ. Quân vương và em đem dân cho bà một mâm gấm dốc son thơm. Lại gấm dốc son thơm? Không cần, hãy trả lại cho vua đi. Thưa bà, em không dám chào bà. Công nữ, trời ơi, gấm dốc kim cương chuỗi ngọc, mỹ muốn ta làm tượng gỗ kết hoa đăng, mỹ muốn ta cũng eo lạnh giữa mùa đông, hay mi muốn nhốt mãi một linh hồn ích kỷ. Không, không, ngoài sai có muôn người đang chết đôi, ăn rễ cây ly la kết xiêm mi, đi lên trong bao hình dốc khô gầy, có bóng dáng người cha già đang run rẩy. Cha, cha ơi, con sẽ dứt kết ngọc ngà châu báu và xé nát cả xiêm ơi, lìa bỏ cuộc đời cung phi. Trở về cùng mà cha đây, mặc gió sương dài dầu hay nắng hạn mưa đầu, lòng thầy nguyện lìa xa gấm nhung, cho kiếp qua thoát nơi hoàng cung. Đầy bát vàng mà không trái tim, không xót ca tư dân đang lầm. Dạ thưa công nương. Kìa, đào cam mật. Dạ, kẻ này đã đưa lão phu đến Tiêu Sơn Tự được an toàn, xin về đây bẩm lại cho công nương ấy. Đào cam mật, tại sao anh gọi em là công nương mà không gọi bằng quốc hương như thuở trước? Tại sao vậy? Hay là anh đã vội quên lời đến nước vì em là một kẻ cung phi? Em ơi, tình ban sơ dù chưa nói cạn lời, nhưng niềm lưu luyến không bao giờ phai lạc. Anh ơi, nhớ một chiều thu lá ngập đường, ta đi trên lá nói yêu đương. Nghe đôi chim hát câu nguyện ước, nắng nhạt khi mơ dệt mong hương. Anh nghĩ tình ta đẹp thế này, nhưng sao người ấy lại vào đây để gây nên mối duyên ngang trái, để cả đôi lòng chịu đắng cay. Vì người ấy là vua. Là vua? Trời ơi! Ngày mai có một con đò đưa hồn ta tới bên bờ đau thương. Xin anh đừng nói đến một chuyến đò ly biệt. Anh không nói, nhưng lệnh của ngài phụ chính đã nói. Xin công nương hãy xem. Trời ơi, cha ta cũng buộc ta phải ưng long diệt. Công nương ơi, tôi cũng thấy tim lòng tan vỡ, nhưng vì muốn dâng nên duyên nợ phải ta tình. Xin công nương hãy xóa bỏ đi một giấc mộng lành,
mà hai ta đã dệt thành nguồn mơ ước để xây đắp tình cao rộng. Thôi thôi số kiếp đã định rồi, xin công nương hãy quên đi những gì tuốt về quá khứ, và nên xem kẻ này là tên quân hầu dễ của đức vua và của một bà hoàng. Bà hoàng, trời ơi, anh cũng vẫn còn mẹ mai em nữa. Thôi công nương ơi, trong canh tư đã điểm bao hiệu ta thức suốt đêm thâu để khóc cho một mối tình đầu, mà hai ta nhìn nhau đổ cạn lệ sầu, để rồi ngày mai đây quốc thương sẽ bước lên ngôi hoàng hậu, đi giữa muôn ngàn tiếng vạn tới tung hô, trong khi kẻ này âm thầm ôm gươm trở về quân ngũ như một trương chi mang nặng khối u tình. Tại sao anh lại với đời anh như chàng trương chi thổi sao, trong khi em không có mang một tâm tình lạnh nhạt của mỹ nương. Anh ơi, dầu ly tan anh vẫn là trăng sáng, là hương thơm, là mùa xuân muôn thuở của mộng đẹp ban đầu. Và xác thân này có chết đi thì tâm tình em vẫn sống, theo gió lòng bốn mùa để đời đời quyện lấy bóng hình anh. Thôi, vĩnh biệt công nữ. Đào Cam Mộc.